Thưa quý vị và các bạn, trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ, ngay trong trưa nay, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại hồ Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và trạm bơm tiêu Kim Xá, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các đơn vị địa phương liên quan. Kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Đồng thời, chủ động sẵn sàng vật tư, phương tiện ứng phó với bão số 3, bố trí nhân lực, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian có mưa bão, đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến, hướng đi, ảnh hưởng của bão để người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản. Tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, những đoạn đê sung yếu phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn, bố trí lực lượng để thực hiện công tác ứng trực, hướng dẫn giao thông. Đặc biệt phải xây dựng kịch bản ứng phó trong mọi tình huống để không bị động bất ngờ khi có sự cố xảy ra, sẵn sàng huy động các lực lượng vào cuộc khi cần thiết. Phải có phương án chủ động nhân lực, phương tiện, sẵn sàng di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có sự cố do cơn bão số 3 gây ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát 24/24 giờ, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du. Đặc biệt là các hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Lưu ý phải thông báo cho các cấp chính quyền, người dân vùng hạ du về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm tràn bị ngập, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du.